Rồi, mình đang view con này là đồng hồ nữ ha, nó hiệu là Charles Jordan này là Thụy Sĩ. Con này chạy máy Thụy Sĩ luôn nha anh em, con này chạy máy Thụy Sĩ luôn. Mình miêu tả trước rồi mình nói về nó sau ha. Con này trước hết là dây này, dây dây kim ha, mạ chỉ gôn nè ha, mặt lắc kê, núm cũng lắc kê vàng luôn ha. Thì màu thì màu không phải màu kim trắng đâu, mà nó màu màu hơi xám chì ha. Cái này cho nữ, mặt của nó là 25 ha, 2,5 cm của nữ thôi chứ không phải nam đâu. Con này là Thụy Sĩ, máy Thụy Sĩ luôn nha anh em, không phải nói suông đâu, bung đập ruột ra cho anh em coi luôn nè, chứ không phải đây. Mấy cái con đồng hồ này mình bao máy cho anh em hết ha. Biết ở đây mấy camera thấy không ta? Đây, con này Thụy Sĩ, máy Thụy Sĩ luôn. Cái này mắt thường hơi khó thấy ha. Cái này phải đưa vô giúp thôi. Lúc thôi. Không thấy nổi. Không thấy nổi. Đòi lại là con này là con nào ở đây mình cũng đập ruột hết á, nói vậy cho nó nhanh ha. Thì con này máy Thụy Sĩ. Anh em nào lấy cho vợ cho con thì lấy con này ha, cho nên đóng nắp lại ra. Rồi rồi, con đầu tiên ha, nữ, size mặt 25 nha, Thụy Sĩ, máy Thụy Sĩ, anh em có nhu cầu thì gọi. Rồi đặt trên dây đây 40 là anh em thấy nè, thấy không, thấy cái dây 40 nè, mặt 25 nhỏ rồi, vậy ha, chào mọi người.